Em xin chào tất cả anh chị em ngày mới, ngày đầu tuần của tháng mới nha anh em. Tuần sáng hôm nay thì cứ tiếp tục như thường lệ, quần áo đồ lính Mỹ anh em chịu khó theo dõi nha. Nhưng mà đặc biệt bữa nay có một đôi giày này gọi là thủy quân của Hàn, lính 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 Hàn nha, lính thủy quân Hàn. Da nói đúng ra da của lính thủy quân Hàn thì nó cũng chả có thua của Mỹ chút nào đâu, nhưng mà mỗi nước có mỗi cái giá trị sưu tầm khác nhau. Cho cả nhà xem ở bên này thì 275, ở trên trên cái cổ nó ghi 275 và chữ Hàn, thì em cũng chả biết đọc lắm đâu. Chữ Việt mà đọc chưa rửa, đọc chữ Hàn thì chịu thua rồi nhé. Cái chân này thì chân 43. Ở đây mấy cái góc này thì nó men, có nghĩa là da xịn này thì em mua sai em tút và không tút được đâu nhé. Về anh em tự đánh xi lên thì nó đều và đẹp thôi. Da này cực đỉnh luôn. Ở trên này có cái mỏm, mỏm bằng sắt. Và ở chỗ này cũng vậy nha. Nói chung là đôi này bán rẻ cho anh em. Có một đôi duy nhất còn sót lại, còn có một đôi đó nữa kìa. Nhưng mà đôi đó lại chân cao chân thấp, cho nên là đây, neo thủy quân Hàn nhá. Đế thì còn mướt trượt sượt, nhưng mà giày này đi cho tới mòn cái đế này chắc là đời người mòn trước. Bao giày Hàn nhé, một đôi. Và chiếc bên này cũng vậy, chiếc bên này trên này nó cũng vậy nha. Dây chạc thì ngon lành. Chân này là chân 42 mập chân và 43 là mỏng chân. Anh em đi 42 cho nó thoải mái nha nhé. Dù sao giày với mũ là mình nên rộng chứ đừng nên chật nha. Chốt cho em 500.000 mã 16. Được có một đôi duy nhất thế này, được có một đôi duy nhất là giày. Được có đôi thôi nha, ai chốt thì chốt giùm em. Và em lên cho anh em một cái quần này của cảnh sát 511, cái này là Việt Nam Liên Doanh, Việt Nam Liên Doanh Mỹ màu xanh mực nha. Con này là 6 cái hộp, bụng của nó là 92, căng hết cỡ 92, còn 90 thì thoải mái. Dài có 96 à, dài 96. Quần này cũng 96% vải caro nhé, 96%. Ai ưng chốt con này 500.000 mã số 6 á, 500.000 mã số 6. Em lên một cái quần bịt kích nha, bịt kích chất vải caro, 6 cái hộp nhưng không có bả mông bụng. 78, 76 thì thoải mái và 78 thì căng một chút ấy. Dài quần là 106. Ở bên này có đai đôn nhá, đai đôn này hơi rộng á, đai đôn này sao mà nó mây dài này, em chả hiểu nữa. Túi này là gọi là túi vuông, dây chằng này, dòng này là hầu hết là 100 cô tông nha nhé, bình 100 cô tông là cực mát rồi đó. Có ba lỗ này, có ba lỗ nhỏ, ba lỗ nhỏ thôi nhá. Quần đều màu, rất là đều màu, có ba cái lỗ đó không biết cái gì nó quạt lên thì qua lỗ tâm nhỏ tí tí thôi. Đó, ống quần cũng đều màu nha. Còn qua bên này thì ở đây nó hơi hơi sờn ở góc này một chút ép. Tặng cho 96% luôn nha. Nhưng ở đây này, ngay cái mông nó bị lủng một lỗ nhỏ nữa. Mát mát chút nha. Cái này gọi là lỗ thông hơi. Rồi, chốt giùm em 700.000 mã số 7. Một con bị kích 700.000 đó đó. Này mà anh em không chốt nữa là tiêu đời này. Tiếp một quần lễ phục, quần này màu xanh đen hay gọi xanh mực, 4 túi nha anh em, 4 túi. Cái bụng của nó là 76, bụng 76, dài 116, bụng có 76 à. Quần này của Mỹ nhưng mà nó đời sau này anh em á, đời sau này này. Dây kéo đồng mới, mới keng sà beng,
cái mà cái này nó cứ chạy chạy. Con này mới keng sa beng ha. Chưa có lên like luôn là anh em biết rồi đó. Ai ưng con này chốt cho em 300.000 mã 14. 300.000 mã 14. Tiếp một con áo ui nó lồi ra đâu, một con áo của anh ha. Áo anh này hôm qua hôm kia này. Em lên một con áo anh này anh em chốt. Con này em bỏ ra đi. Anh em chốt hai ba người dành nhau chốt mà không được. Con này sợ không đúng kích thước à. Cái con đó là con này là vai 49. Vai 49 anh em. Dài là 83, dài 83 là cái áo này nó bẩn dài đó. Cho nên anh em mà có chiều cao cao mới bẩn được nha. Nó là dành chiều cao đấy. Túi này rất là ngầu luôn. Hai túi dưới. Con hôm qua là bốn túi này. Ở trên này túi hộp, ở dưới túi hộp. Con nó lại thuộc của thằng cảnh sát Anh. Con này là của nước Anh. Của nước Anh. 2013. Này 2013. From. Đây đây, cho cả nhà đọc cái tem của nó này. Áo của nước Anh anh em, ngoài này chất vải caro ấy. Đều và đẹp của hai cái túi tay rất là ốc này nha. Ở sau này cái mang giống con thằng Philot á. Cái mang giống cái thằng Philot luôn ấy. Cái túi bên này này. Cái con mà như vậy nhưng mà nó bốn túi là của cảnh sát Anh. Còn con này thì M51 Anh. Chất vải nó dày giống M65 nha em. Giống áo M65 á. Hơi bị dài, con này có dây thắt eo này. Hơi bị dài. Anh em mà bận thì nếu mà người thấp á, bận vẫn được. Nhưng mà giống cái áo Badesi, giống áo Mông Tô á. Wow. 80kg. Anh em 80kg. 75-80kg nha anh em. Chốt giùm em con này 600.000 mã 11. Lưu ý giùm em là cao 1m74 trở lên nha. Còn dưới 1m74 là không có được đâu. Tiếp một con Philot này. Con này màu xanh đen. Màu xanh đen. MA1 nha anh em. Hai mặt ok. Đều và đẹp. Lót ở trong cũng rất là đều à. Hầu hết lót trong ít khi sử dụng lắm. Cho nên nó mới. Con này chuẩn luôn chứ không có thằng nào sản xuất nữa ha. Cái dòng này là nó đẳng cấp hơn cái thằng Alpha này. MA1 size large TNUSA Made in USA. Đấy, tem còn rất rõ ràng nhé. Con này cái bo nó hơi xù lông một chút. Thì anh em về đưa dao lam á, cạo, đưa để xiết xiết cạo giùm em cái ống tay này. Bo này xù lông ơi anh em ạ, chứ không có lủng rách nha. Mình đưa dao lam mình để xiết xiết, mình cạo phát là nó đi à. Áo rất là đều màu và cái ống tay này đang còn giữ form nha. Có những ống tay mà nó lạng bo, nó lượn luôn á. Ống này thì vẫn đang còn ngon lành. Áo này, bo này đang còn ngon nha. Cổ tay này chưa có lủng rách gì hết. Bây giờ ta coi vai. Vai của nó là 50. 50 là thằng dài áo là 63. Lát, ít lát không ta. Mẹ đọc ít lát không ta. Sẽ ít lát. Lát mà sao vai có 50 ta. Rồi con này là 96%. X lát con này là 90kg. 80 bụng to và 90 là bụng thon gọn nha nhé. Nè, cái người em tới đây mà nó còn đúng 1g. Rồi, ai ưng con này chốt giùm em là 1.2 triệu mã số 4. 1.2 triệu mã số 4 nha nhé.
Em dòm bên trong này nhiều khi mình không để ý chứ nó bị buông bo, chỉ có bị cạo lông. Anh em về mất một cái dao lam cạo sạc sạc cho nó bay cái lông, bay bớt cái lông. Em lên cho anh em một con áo, áo khoác nhẹ của Italia tôi chéo nha. À, là cái này này. Nó khác hả? Con này kaki thêm vàng. Con này là dây kéo đồng. Kaki thêm vàng anh em, đời sau này bụng 76. Con này bụng 76. Dài quần là 98. 98 nha anh em. Quần này chuẩn của Mỹ luôn ấy. Nhưng mà dòng sau này cho nên là em 37R này. Quần này thì còn mới. Chất vải kaki dày. Anh em có áo kaki vàng rồi thì đời sau này thì ghép với quần này nhá. Chốt giùm em 800.000 mã số 3. Mới và đẹp nha anh em. Còn mà anh em mà đã, anh em mà kaki hàng xưa thì không bao giờ ghép được với cái hàng đời sau này đâu. Nó lệch màu nhau ha. Tiếp một cái quần này là satin. Áo liền quần satin màu xanh ngọc ấy. Xanh ngọc mới và đẹp luôn. Anh em nào cút con này về cắt đôi nha, vai 51. Vì cắt đôi là trùng màu 100% luôn. Chưa bao giờ trùng màu như con này hết. Con này bụng là 98. Bụng 98 thì có sự co giãn nhưng mà em đo hết cỡ rồi mà. Đo hết cỡ là 104. Còn anh em bụng tầm 95, 90, 95 bệnh con này nhé. Ở sau này có cái lưng chun này. Thì anh em về trần lại cái lưng chun cho nó ôm theo đúng phọt của mình. Đúng. Ừ. Thì nó bị chỗ này nó mục rách lủng chỗ ống tay đó. Đó, chỗ ống tay á, tay bên tê đi. Rồi, quần rất là đều và đẹp nha em, xanh một màu đẹp luôn. Và ai thích cực mát, nó là dòng 100 cô tông cực mát thì quất cái này về cắt làm đôi thành một bộ cực mát nha em. Với một cái quần satin thì chắc chắn là quần satin nó đắt, còn cái áo quần là phải triệu mấy, cho tới cái áo bèo lâu đồng cũng là 600-700. Áo lũng rách. Vậy thì tại sao anh em không chốt con này về thay một bộ? Thay một bộ nha. Em bao hàng quân đội Mỹ cho anh em này, tem này. Để coi cái giá này nó bao nhiêu. Medium. Con này là size medium. Ừ. Đây. Size medium nha anh em. Dây kéo của nó thì dây kéo nhựa. Một bộ này cắt dùm em 700.000 mã số 5. Có 700.000 anh em chơi khúc trên cắt vứt, vứt khúc dưới luôn đi. Nếu như không cần cắt khúc trên vứt khúc dưới vẫn lời chưa nói là cắt thành một bộ nha. Một bộ đồ mới là trên 96%. Cực kỳ rẻ luôn, chốt dùm em 700.000 mã số 5 nha nhé. Tiếp một cái quần này cắt vàng, lễ phục cắt vàng nhưng mà mềm nha bà con. Cái thằng kaki cắt vàng này có hai loại, loại mềm và loại cứng. Con này là bụng 76. Quần bụng 76. Kaki mềm nha. Dài 108. Con này dây kéo nhôm này, hàng xưa này. Hàng xưa 30 x 31. Dây kéo nhôm là anh em chỉ cần biết là nó vậy thôi, còn ngoài ra nó không có năm bao nhiêu hết. Dây kéo nhôm thì nó phải là 6X rồi phải không em? Mềm mại anh em, đều đặn, mềm mại. Nói chung là đồ mới là trên 96%, không tì vết luôn. Chốt giùm em 700.000 mã số 2. 700.000 mã số 2, em có một con compact này. Con áo compact
Còn bác anh em bệnh trời nóng chạy đường hoặc là trời lạnh trời nóng gì chạy được chơi được hết á. Anh em có thể về độ thích không thích dài tay thì anh em cắt cọc tay ngang đây để cái phần này lại cho nó đẹp. Đẹp, con này đang đẹp lắm, hàm chuẩn Mỹ size L. Nói về L thì 70 kg bệnh ok, nhưng mà anh em tầm 68 65 bệnh thoải mái một chút cũng được. Đừng có ôm siết thịt quá, nó thành là mình khoe cái bụng mình ra anh em ha. Nhưng mà đúng chuẩn của size này lính bệnh là phải ôm như kiểu anh em tập gym tập tạ, ôm body luôn. Phải là outlet của lính thì 80 kg, 80 kg nha. Rồi, con này là 97%. 97% đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Không có gì kéo cổ mà cổ lọ. Chốt giùm em 700.000 mã 15. Thế một con lễ phục màu xanh thủy quân. Màu xanh thủy quân ở đây là em đạp lên một phát, hai phát đây rồi ta. Quần đang còn mới lắm. Con này bụng 84. Màu xanh thủy quân nó chỉ có 4 túi thôi, dài 4, 104. Nó là dây kéo nhựa anh em. Ở trong này em có thể mở ra được 4, 5 phân nữa. Nhưng mà quần này rất mới thì mở ok. Hàng của Mỹ nha. À, cái này không biết là có phải không. Sao nó có hình này, không phải chân em đạp lên đâu. Nó có hai cái bên này này, hai bên nữa có hai vết này này. Không phải chân em đạp lên mà nó có một cái vết này không biết luôn. Nói chung cái vết này như kiểu là bị một cái gì dính lên á, à, như cái bần ủi về này, chân làm sao mà nó có vuông góc như vậy được. Cái này gọi là bị gì á, bị dơ. Quần thì rất là mới luôn, quần thiệt phải nói con này mới lắm nha anh em. Nhưng mà không hiểu sao thì 300.000 mã 12, 300.000 mã 12. Tiếp một con Philos MA1 nha em. Hai mặt, bẩn hai mặt luôn. À, dây keo nhôm. Bẩn hai mặt dây keo nhôm, đầu vào đầu ra vẫn còn ngon lành nhá. Nhưng mà con này bo là bên trong là xù lông thôi chứ không có lũng. Bên ngoài cũng vậy, xù lông nhiều lắm. Anh em mua cái dao lam á, này này lông này, anh em chỉ để xiết xiết cạo xuống là tất lông này nó mướt lắm. Cái bo này nó mướt lắm. Và trên cái cổ này cũng vậy nha, không có lủng rách. Con này màu màu xanh này, nói chung là chỉ bị cái bo thôi. Áo này tem này đỉnh hơn alpha nha, MA1 của alpha nha. Hàng chuẩn cấp phát luôn, MA1 này. Size medium. TN USA, Made in USA. Không có fax, không có số điện thoại gì hết nha. Thân này đều và đẹp, nhưng mà ở đây có một chấm gì nó trắng trắng đây này. Một cái chấm dơ gì trắng trắng đó. Anh em mua con này để ý giùm em nhé. Medium thì con này chỉ được 70 kg, 60 đến 70 kg. Đây có một chấm dơ nữa này. Bo thì ngon lành rồi đó, không có bị lủng gì hết à, không bị lỗi gì hết nè. Bao anh em hàng rin chuẩn xịn luôn. Chuẩn xịn, chuẩn rin cho anh em luôn nhé. Đấy. Với con này thì mùa nào bận được hết anh em ạ. Nói chung áo Philos mùa đông đấy, nhưng mà thời tiết này có nóng bao nhiêu bẩn con này nóng, hình như nó là điều hòa, bẩn vào nó lạnh rười rượi giống như cái mền bông su lây ấy. Và cái con Philos MA1 này á, là những anh em mà năm 75, cái thời chiến tranh năm 75 mà anh em có những con áo này á, là nó ôn lại kỷ niệm cho anh em. Có rất nhiều anh em muốn có con này để ôn lịch sử á. Hồi xưa ai có con này là máu mặt lắm mới có những con này á. Rồi, medium 70 kg.
60 cái 70 kg. Nói chung con này 73 kg vẫn được luôn, nhưng mà bụng phải thon gọn nha. Rồi chốt cho em con này là 1,4 triệu, mã 17. Bình thường một con như vậy là 3 triệu mấy 4 triệu chứ không phải ít đâu. Nhưng mà giờ bán cho anh em như thế này, khoan khoan. Cái đồ bóng đây 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 đây, khoan. Trên con áo bên nách có một miếng dơ nữa này. Dơ này là dơ đất nha. Đấy. Cái này em chưa có xử lý, chưa có giặt giũ gì hết cho nên anh em cảm thấy xử lý được ta chốt nha anh em. Tiếp con này nữa. Tiếp con ghi lê này nữa nha anh em. Con này nặng lắm, bữa nay sale con này cho anh em luôn này. Con này nặng lắm nha. Nhưng mà đẹp. Con này chất lắm. Anh em nào mà hút được con này là phải nói là lộc của tháng này đây. Chất như nước cất luôn. Con này dài áo là 54. Con này cần gì mà ấy bác, cứ để đó từ từ bán nhé. Chứ xeo gì con này. Con này không cổ luôn á. Mấy cái hàng thời trang gì thì nhiều, chứ con này của lính Mỹ không phải dễ mà có đâu. Con này bình thường em bán 1,7 triệu đó, mà bây giờ bán sale luôn này, kiểu như kiểu nóng bít. Cái túi của nó thì bữa hôm em có nói rồi nha, đây một túi, đây một túi, bốn cái túi tem này. Không phải là áo nào cũng có tem, tem quân đội mà tem trắng như thế này đâu. Con này cực nặng, nó giống như cái áo như kiểu có cả giáp trong á. Không biết chất chì chất nặng từ đâu mà bẩn con áo lên cái chất liệu của này này. Nó đi con áo nặng đỉnh luôn. Có nghĩa là nó nói lên một cái sự chất của con áo, giá trị của con áo nặng. Con này là 70-80 kg. 70-80 kg. Anh em nào thích cái giả bẩn con này cho nó mát cũng được này. Đây là những cái lỗ thông, lỗ lưới của nó nha anh em, cực mát luôn. Chốt chùm em con này bán rẻ luôn, 1 triệu, mã số 10. Anh Nguyễn Sơn chốt đi, Nguyễn Sơn. Trời ơi rẻ. Rẻ về ta hốt luôn. Con này cũng sale rẻ luôn này. Hai con này là vỏ giáp. Vỏ giáp, nhưng mà con này không biết là từ đâu mà ra, không biết luôn. Nó là có một cái lớp chống đạn mỡ chui vào đây này, nhưng mà mất rồi. Cái này giống như áo giáp mình hay xài mà chỉ có cái vỏ không thôi. À, cái vỏ không đi. Đấy. Nó mở cái miệng ở trong ra và chui lọt vào. Và con này là bán rẻ luôn. 1,5 triệu giờ bán rẻ luôn. 1,5 triệu nha. Cái này thì tùy anh em, to nhỏ thì anh em thụt lùi, còn rộng thì anh em mà thích nhỏ lại thì rộng. Con này bề ngang như vậy thì tầm 80 kg, nhưng mà ôm hết đát của nó là như thế này. Cái này mà anh em làm như kiểu băng bột đó thôi. Yeah. Ôm sát 60 kg này, 6, 7, 80 kg. Nó là 3 size của 3 số ký này. Bán cho anh em 900 ngàn, mã số 9. Xeo luôn. Em là tháng nào về là thịt hết tháng đó. Ngày hàng đợt nào về là hết tháng ngày đó luôn. Tiếp con này là nó quần thủy quân lục chiến xanh, nhưng mà nó mất hai cái nút. Mất hai nút thì anh em trước khi ấy anh em mạng cái lỗ này lại rồi đơm hai cái nút vào giùm em nhé. Em sẽ gửi nút cho anh em này. Cũng 88 nhưng mà phải nhắc, không có là em quên luôn á. Em like xong gấp đồ, không nhớ là cái gì thiếu cái gì thừa đâu. Ai chốt nhắc giùm em nhé. Dài 104. Quần này chất vải rất là mềm. Mềm như kiểu 100 cô tông nữa. Mới và mềm nha anh em. Thủy quân lục chiến 6 túi hộp có bờ mông. Mới 97% luôn. Mới quá. Nhưng mà cái tem thì lại không mới. Tem này, tem xùi xùi. Con này chắc không phải của Mỹ đâu. Con này như kiểu là
mấy cái quần tác chiến không phải của Mỹ. Nói tóm lại tem này không phải của Mỹ. Em bán cho anh em con này 500.000. Mã số 8. Đẹp nha, mềm mại lắm. Bẩn con này, em cầm con quần này có cảm giác như là 100 cô tông. Nó mềm mại vậy á. Với một quần rần ri, quần rần ri vải kaki 6 cái hộp con bò mông. Bụng của nó là 84, dài quần là 102. Có đầy đôn hết anh em, quần của lính Mỹ nha. Đồ mới con này chỉ được 96% thôi. Có vết in nút đây rồi nè. Em nhìn thấy có vết in nút đây chưa? À, dây chạc đầy đủ. 300.000 mã 23. 300.000 mã 23. Tiếp một cái quần này chất vải caro mềm. Nhưng không phải của Mỹ, nó là của China. Có cái lưng chun ở giữa lưng sau này. Cái ống quần này thì tầm 18. Ống quần tầm 18. Cái form đùi rộng nha em. Đùi là rộng lắm. Cái bụng nhỏ là 84 và căng hết cỡ là 94. 84 căng hết cỡ là 94. Rồi dài quần là 102. Mới 97%. 300.000 mã 13. 300.000 mã 13. Một cái quần cuối cùng của sáng nay là lễ phục vàng cát. Con này chất vải dày nhá, dây keo nhôm hàng xưa này. Hàng xưa. Con này là bụng 82. Bụng 82. Dài quần là 108 nha em. 108. Chờ anh em coi cái lưng ở trong mà. Con này là tem in, à tem giấy. Tem. Tem giấy. Con này dòng này nó chỉ cho mình biết là tem dây keo nhôm là hàng xưa thôi, chứ còn nó không có nói lên đời ở đây nha em. US Alpha. Cái hãng của Alpha là đặc biệt, không bao giờ nó ghi đời lên đâu. Nó ghi ở trên này là 62 không biết. Thì dòng dây nhôm này thì cũng tầm đời sau mấy thôi. Nó dập ở trong này là 62 hết nè ha. Cái in đó. Và của hãng Alpha thì suốt đời anh em không bao giờ là đọc được được bao nhiêu đời bao nhiêu. Con này đồ mới vẫn còn mới. Đồ mới là nằm trên 96%. Ống quần này bự nha bà con. Ống quần này này. Ống quần này là 24, 25 á. Không nhỏ đâu. Cái vần cắt xưa này á, bệnh nó có cái độ lấp lánh một chút nha. Rồi chốt cho em 900.000 mã số 1. Em cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi video của em. Và ai ưng cái nào thì alo cho em nha anh em. Còn anh em mà khách mới chưa quen á, thì cứ mạnh dạn gọi điện hoặc là nhắn tin cho đỡ tốn tiền. Kết bạn Zalo em sẽ hướng dẫn, chia sẻ cái video mà để anh em biết cách xem video và chốt được hàng nhé. Chứ bây giờ anh em cứ mò mò, anh em không biết mua cách gì hết. Rồi em cảm ơn và bye. Hẹn gặp lại trưa nay ạ. 11 giờ nha anh em.